Sắp tại ai đó chả nè. Lịch mốc sắp tại đà ra lập bày lập bày. Mộc chồn ruộng bôn khuộp cùng rộp bàm bịt ngay. Mạng giấy rộp bò cả nhà chỉ trí. Nông tật mộc đọc rìm cọm bầm phót miền đồ chìa. Chắp ra dù mất có đôi chìa nẹ còm trớ mân tịch nẹ tề. Nếu nóng bàn đàn sẵn cùng với sắp bốc. Bất chìa sọa cho bác chìa chìa mình khen. Vì thế cả rời nì rụp sở, vầy khmên cả nhà sổ lý đá hào chì chì nốt. Đây là bầy chung một khlàng, nóng vị xây xa lập bác chì tròn chì nèm. Mình chè trùl bái hơi bà chì bòn, chì chì nâu tay tà tùl bàn. Các quầm trô nâng bình chật khlàng đỏ đáy, prôm tiền chục cháy mình thò mặt đà. Lớ mục chùm núi như rụp bọc luôn thèm tiệt phòng. Chùm nay càng bị thường ngày tỷ đập bí khai xảy hát năm bì bọn mà phải bì. Cả nhà chỉ trí chuộp tục thầm, đòi xá tay mạng dây chỉ tì sở lạnh bầm phót, ban lìa chạm lục nếp bạch tàu hài. Đòi rột kìa biệt. Chỉ trí ban trâm xâm rõ tật phânết chú ruột như dây thà. Lục giấy tàu ban sọc hài, tàu ôi ban sọc ná dây nà. Con cháu sở lạnh mạng dây. Rất ai nâu ngay tỷ đập rầm bì, khai xảy hát cho năm bì bọn mà phải bì ní. Cứ đo cầm bì thị bọn khuốc cùng rộp rầm bì thường ngày, mạng giấy rộp bọc cả nhà chỉ chì. Hái đôi cầm bì thị ní, ban riệp chồng phở lợn, nâu nóng bò rầy bì phục thamáy xa đầy hồi. Tết lệch đập rầm mùi ế, lâu lệch bầy. Phùm rộng chắc sân cạch của khuyến khăn sản xuất rì chân nịp nụm bình. Chị liệt nông ở cả nốt kê khơi đà ra lập bấy chê tràn rút có ban mộc chôn ruộng phòng đài. Nông tật mốc đa sàn kìm cọm bầm phót miền đồ chìa. Đà ra xâm đáy nâng bì thị cò, nịp bếch bì thị cà rà ní cùng vùng giả tì. Đà ra cầm phán nịp cớ nâng phẹ rì dìa. Bị thị có nâng đà ra xâm đánh bàn chùm rõng bị thị cà rà nì. Nâng chìa đà ra xâm đánh cây nhà đuông sổ rịt đà. Đà ra tập nếch ni mà ni niết bị thị có dâm nà ra bị thị cà rà nì rụt sớt cây nhà bạch chàn thịt á. Lột tàn kìm xùa rúm nâng bọc cớ nâng đà ra lập bày chìa chàn rụt tiết đai là mạnh à chìa điệp rộp ọ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.